Yeah. Mẹ bổ miếng nhỏ cho con nhé. Không con dụng hết răng rồi sao con ăn được? Hả? Cắn đâu mi? Gãy răng. Không cứng đấy mẹ. Ủa đây là ổi căng nên là nó rất cứng mà rất ngon, thơm ngọt. Mẹ ơi, con đọc cho mẹ một bài thơ nghe. Bài thơ cơ à? Vâng, hôm nay mới học xong. Thế á? Bài thơ tên là Khi Cán Sách Mẹ Mở Ra. Trên cái giá sách lại bắt đầu là cỏ dại, rồi đến là cánh chim. Trong trang sách có lửa mà giấy không cháy đâu, trang sách có ao sông mà giấy không hề ướt, trang sách không nói được sao em nghe điều gì, xà xà như sóng vỗ có chân trời đắng gì. Hay quá. Đây. Yeah. Dạ. Ra mẹ cho này này. Dạ. Đây. Này. Sao mi? Dạ. Sâu thôi mà. Dạ lắm. Lấy nước rồi. Con về con lấy nước đây. Ờ. Đi chậm thôi mi. Thank you.
ra con đi. Con ăn thịt. Con ngồi cho tao chân. Đưa con bạn, đưa con Bin đây. Con được bà, con được mẹ ăn cơm. Con ăn thịt hầm. Thịt hầm. Ăn đi Bin ơi. Chân giò hầm. Bin thích thịt Bin món này chắc là cũng ngon đấy. Cái này bảo quán mì lá sung với này đinh năng bạn. Nhiều quá. Nó đổ răng rồi hả? Đổ liên tục con nhỉ? Để anh cho em tí nước đi. Em tí nước. Ơi. Con rau này. Này lông mềm thế mà cũng vẫn bị răng rặc. Cho răng tại vì con ăn cái miếng nào đấy. Con rau. Không ăn, không ăn. Bữa này ăn được bà nhỉ? Ừ, ngon. Ngon mà. Thịt rừng ngon. Hầm dứa, hầm thơm trứng mà. Mẹ ơi, tao đi hầm mẹ hầm một tiếng con tưởng mẹ hầm hầm cả ngày chứ. Hầm cả ngày á. Sáng nay á, đúng rồi. Dạ. Cái gì đâu? Không có. Mới ra. Ra nhé. Ai chả Bin chấm nữa kìa. Bin ăn hay ăn mặn lắm bạn. Đó không ngon. Đó, đá màu sao ạ? Ông đá mà ơ, cái món đấy à, không nhìn gì đấy. Ông khoa, ông đá rồi. Ăn này ông Bin. Đây, con nghĩ cho bà ăn một cơm dế nha. Úi dồi, nước ngon, tuyệt vời. Thôi, vậy không ăn vậy. Thôi chờ quý ăn này. Cô ăn bát nữa nhá. Ngon. Ừ. Quá. Đâu ăn. Ngon thế, cô ăn bát nữa. Đêm nói ăn tiếp.